Ôi chị Trang ơi, có cái Ơi, quần màu nhìn lạ thế. trời ơi, từ nhà quê năm nay nó hot màu này này, Hot màu này nó á? hot màu đỏ mặt này này. Trời Công nhận nhìn ơi, bắt mắt nhờ. chắc đẹp lắm, quần nỉ lụa đấy. Quần nỉ lụa Đúng á? rồi, quần Ui. nỉ mà nó lụa mà sờ mà mướt mà mượt thế này, không bay không xù sờ vào như lụa luôn, là mặc nó co giãn nó sướng thế này, Ui nhìn mềm thích lắm, thế. tôi thích lắm. Mặc con này không trùng gối này, không đau khuỷu đứng lên ngồi xuống, nó mềm như bún cái chất co giãn này, được chưa? Không trùng gối nhá, không nhăn không nhào cho chị luôn. Đỉnh Hàng nhờ. hàng cao cấp của Quảng Châu mà, biết bao tiền không? Đắt không chị? Ngoài kia bán 300.000 nhưng nhà chị Trang bán có 179.000 một quần thôi. 179.000 Đúng quần này thôi rồi, á? mua hai quần được miễn phí ship. Hai quần là còn miễn phí ship. Mà toàn màu đẹp luôn, 40 đến 62 cân là có size nhá. Uầy. 40 đến 62 cân có size ra đây. Này, hàng gì thì nhìn thấy chưa? Quảng Châu cao cấp nhìn thấy chưa? Uầy, mắc xịn luôn. Mắc xịn luôn. Này, bốn màu nhá, màu đen mà chị là màu đỏ xinh không? Xinh. Trời ơi, hot hot hot. Xinh quá chị ơi. Đỏ đô này. Màu này màu đen đẹp không? Quá đẹp, không phải thể nào thiếu bàn luôn được. Nhá, màu đen này đỉnh chưa? Đỉnh. Cực đỉnh luôn này, trắng kem này, trời ơi, toàn màu đẹp. Ui có màu cả trắng kem cơ á. Này, trắng kem. Ui này, đẹp em quá ơi, chị em ơi. Sờ chắc cho chị một cái, em sờ đi. Nỉ lụa em thấy sướng không? Sờ mướt ui, tay không? Sờ mướt không thích nhỉ. Không khác gì lụa luôn, mặc đến đâu sướng đến đấy chị luôn, không dặn không ngứa luôn, đỉnh chưa? Ui này, quá đỉnh đấy, chị ơi. Đẹp với chị luôn, màu này màu trắng kem và màu không thể thiếu nữa là màu nâu. Bốn màu. Ui, siêu cái màu nâu tây này nhìn đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ, 179.000 cái quần mà mặc 10 năm không hỏng của chị luôn. Không ba không xù, không dặm không ngứa, đặc biệt luôn là gì ạ? Form nó đẹp. Em Công hiểu nhận không? Form giày đẹp dặn chị nó đẹp. Chứ phải như hàng châu ở đâu. Là xịn nhỉ. Quá xịn luôn chị ơi. Ơ mà chị ơi, cái áo của chị đang mặc trên người ấy có bán không? Áo này á? Ừ. Bán luôn, tặng em yêu luôn. Bling 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 xịn chưa? Công Đá nhận nhìn. Công dụng này, ok chưa? Ui, 130.000 một cái, ok chưa? Ui, có 130.000 thôi á? 130.000, cái áo mà đá quanh người như này mà có 130. Chị bán rẻ mà, còn ngoài kia em ra ngoài thị trường nó bán cho em 250, chị bán 130. Hai màu, đen với vàng. Áo 3 phân bling, màu đen và màu vàng. Ok chưa? Quá ok quá rồi chị luôn. Ơi. 130.000 một áo, quần là 179.000, rẻ chưa? Quá rẻ. Chốt đơn không? Chốt chứ. Để lại số điện thoại là có đơn thành công, nhanh tay.